ngồi anh chị không có lên hai tầng này, không có lên hai tầng này, không có lên. Nhưng mà em thấy anh trai này, anh trai này như mới lên hôm tuần rồi. Thì tôi có từng có tuần lên. À, cuối tuần mới lên. Anh năm thì hôm bữa em nghe bà xã em nói là anh có một cái giấc mơ lạ về cậu đúng không? Thì ông cậu cũng nói nhỏ gì mà mày định tật xấu gì đó làm gì, chứ hay nữa là cậu không vui cái điều đó, cậu muốn cho như là con nuôi hay con gì thử với nhau, cái xử với nhau. Được kéo đến đây mà như làm lớn chuyện cho nó. Cậu buồn lắm. Thôi nói thì cậu nói nó cũng cúng với cậu có ăn uống gì đâu. Rồi cậu chỉ hưởng qua cái khói cái lọc của mọi người dân mình là đến đây là cũng khiến là cậu hưởng cái phước lộc thôi. Thì cậu cũng ăn uống gì nhiều. Trên đời đó. Cậu buồn. Bữa nay cậu không nói gì được. Ngã nó hai cô hình đó là tỏ thì người cậu quá buồn. À, vậy là bữa ngã cái tấm hình đó là cậu buồn quá, cậu cho ngã cái tấm hình. Hai tấm luôn. Hai tấm hình. Vậy là bể hai cái tấm hình đó luôn mà. Bể luôn. Cái gặp nó cái hỏi sao cậu ngồi đây. Rồi nó cậu biết nó nói gì, nó nói ai nghe bây giờ. Cậu nói mà không ai nghe. Rồi không ai nghe bây giờ. Bây giờ nó cậu mắc rồi, gia đình cậu xấu xáo hết. Cậu bây giờ đang gần rối lắm. Đi nhiều chỗ, không phải nhiều coi đường trốn. Cậu tới là ở ngoài Vũng Tàu á. Cậu ra Vũng Tàu. Tàu á. À. Ủa có coi cái sư ở là, đó nhớ không? Là cậu nói với em là cậu tới chùa Vũng Tàu là gì nhất? Chùa Vũng Tàu á anh. Cái sư mà ở đó không biết là hồi tấm nào tự gửi vô cái hồi bây giờ mới nhớ ở Vũng Tàu luôn. Đó là cậu anh có nghe cái clip đó chưa? Có cậu có nói rồi. Dạ. Là cậu tâm nguyện cậu là tâm gấp cho mấy khu tỉnh khu dạy đó là cho những chị em. Dạ. Là cái chùa đó là một cho mấy người là như là mồ côi gì nọ gì đó. Dạ. Cho mấy người khó khăn gì đó. Dạ. Cho gấp cho nhà chùa. Vậy là tâm nguyện cậu đứng ra. Wow. Cái giấc mơ của anh cũng chi tiết quá. Lúc đó là anh có thấy cậu mặc đồ gì không? Thì cậu có giống mặc đồ tơ ni bình thường như áo bình thường mình tơ ni mà nghe thật sự lắm. À. Anh có nhớ là áo màu gì không anh? Áo sọc. Áo sọc. Wow. Ừ, sọc đen trắng vậy phải không? Là cậu mang kiến đó, mang kiến đen. Mang kiến đen. Cậu ngồi hoài, cậu hỏi sao cậu ngồi đây? Lúc đó là anh thấy là cậu ngồi ở đâu? Trong hoa viên này hay là ý là mình thấy cậu mình bao á, là mình thấy cậu mình hỏi cậu sao cậu ngồi đây, nói ngồi đây chứ cậu chỉ đủ giờ mấy người cho mấy người dân cậu chỉ hưởng nhiều khối chứ không muốn gì đâu. Dạ. Gì đó cậu nói gì đó là xưa cậu đi rồi không ở đây đâu. À. Cái xưa cậu đi rồi. Cậu nói là đi nhiều chỗ lắm. À. Cậu nói là ngồi xíu đây thôi chứ không có ngồi đây lâu. Cậu đi nhiều chỗ. Cậu biết cấp cái ngõ vần của shipper mấy anh là có người quay đúng, có người quay nó cũng không đúng. Dạ. Cậu buồn trên đời đó, cậu muốn nói ra được đó. Dạ. Yeah. Nói chung là cậu cũng buồn nhưng mà cậu không muốn nói lên vấn đề đó. Cũng trên đời đó. Có người quay khi nó tiếc khi trên đời đó cậu không muốn nói ra thôi. Thì khi vô là nó thấy giường mình rồi. Cái tối gì ngủ cái ngủ hoài không được, cái ra ngồi uống cái nước nhà lấy nước lọc uống, ra ngồi băng đá cái cậu cũng hỏi sao mày về đây buồn gì, thường thường trước là cái gì tâm sự với cậu. Yeah. Vậy là anh cũng hay tâm sự với cậu đó. Tính... rồi đó, cậu gì miền Tây là nhiều vô rất nhiều luôn. À, quê mình là đâu anh? An Giang. An Giang. Không biết là cái giấc mơ của anh là cách đây là bao nhiêu ngày đó ha?
đó cũng khoảng gần 2 tuần. Gần 2 tuần rồi, tại vì em nhớ là tuần trước là anh có đến, anh cũng có kể cho bà xã em nghe. Rồi nghĩ về vấn đề đó mình nói gì thôi chứ tâm huyết của cậu là muốn á, dù con ruột hay là con nuôi gì vô gia đình phải không? Dạ. Chấp chích cho ổn thỏa, không muốn chuyện tranh chấp hay là gì nữa. Cậu đã mắc rồi. Dạ. Chứ là cậu không còn gì nữa là dư lý cho gia đình nữa. Trước cậu hứa sao cậu làm gì? Hứa cậu sao cậu phải làm đúng gì lễ của cậu. Dạ. Giờ cúng kiến là cậu đâu ăn đâu. Mấy người lại nó nói thôi. Tôi cúng gì cho cậu thèm nè, cậu đâu ăn được đâu. Dạ. Yeah. Cậu đứng đó, cậu đứng đó, cậu ăn được. Cậu chỉ là lại là có mặt đầy đủ. Dù mấy người thương cậu, đốt cậu cái nhang. Dạ. Cấm cậu nguyên qua là cậu vui. À, cậu vui. Nói gì em hiểu gì đời đó. Cậu đi nhiều chỗ lắm, cậu không ở đây đâu, cậu ở đây đây chưa là cậu đi nữa. Không biết cái giấc mơ của mình là nó rơi vào gần sáng hay là mới ngủ anh? Cho đó khoảng nếu anh thức là khoảng 4-5 giờ sáng. 4-5 giờ sáng. Thì thường là mọi người mơ về cái giờ đó ha. Ừ. Dạ. 4 giờ sáng thấy ông mà là lịch sự đàng hoàng lắm. Cái hỏi cậu gì cậu ở đây, cậu còn ở đây cậu không đi diễn gì nữa, diễn gì cậu đi nhiều chỗ lắm, còn giúp cho người ta đấy là làm từ thiện nữa, nghe làm cái niềm ca hát cho đến mọi người vậy thôi. Cái vô gặp cậu là đốt nhang là ghê. Mà cậu nói là cậu ở nhiều nhất là đang ở Vũng Tàu ha? Cậu cái tâm của cậu là cái khu tình thương là ở ngoài Vũng Tàu. À, là cậu tới đây tôi luôn là chỉ nói nhiều nhất. Tại vì hôm trước thì cũng có một cái sư cô ở Vũng Tàu á. Sư cô này cũng đi tu từ gần như là hồi nhỏ lận. Hồi trước á là sư cô này là hình như là theo cậu Nam Vũ Linh, nhưng mà ba của sư cô á là không cho theo. Đó mấy không phải vậy. Cậu có nói á là có cục đợt cậu đi lưu diễn ở vùng ngoại. Dạ. Cậu đi ngang cái ngôi chùa đó. Dạ. Cậu vô cậu đốt nhang gặp sư là cậu mới nói con có lòng nhiều, con gom góp, con mộ nhiều, con lo cho mấy cháu như cho nhà chùa con gom góp nhiều, thì con dụ hàng tháng hay là hàng năm gì đó là con có gom góp nhiều, lo cho mấy người kéo một côi rồi cho nhà chùa đó, mấy người làm từ thiện gì đó, không biết có cậu là dồn hết cho trong chùa đó. Dạ. Yeah. Rồi thứ hai nữa là cái tâm nguyện cậu là làm phước nguyện không phu trương, không có phu trương, mà biết thứ hai nữa là cậu không có mà muốn người ta lên đài hay lên báo gì vấn đề đó là lấy tiếng chứ không phải gì. Cậu đi nhiều chỗ lắm. Dạ. Có ai biết đâu. Cậu đi là như là miền Tây là nhiều nhất. Dạ đúng rồi. Miền Tây nhất là cậu đi về nhiều nhất là gì? Bạc Liêu. Dạ. Bạc Liêu là nhiều nhất. Thứ hai là Vũng Tàu. Dạ. Nhưng mà nào giờ là anh mới có lần đầu tiên là gặp mà cậu ha, hay sao? Gặp như 1-2 lần rồi. Gặp 1-2 lần. Và nằm mơ thì cũng có một lần đầu lần đó thôi. Lần đó. Wow. Lần đó xe ra cậu kêu vậy. Thôi gần sáng rồi vậy đây còn đi làm nữa. Đi làm nữa ngủ hoài, ông ngủ nhiều quá. Thì ông ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều quá mà mập xấu lắm. Trời ơi, cậu nói gì đúng hả? Ông vừa khiều nó mà hé mặt đồ con đi đường hoàng sự lắm. Mang kiến nữa. Bánh đau lắm. Mà lúc đó anh dậy anh lúc đó anh dậy luôn hay sao? Dậy luôn, ra mà bằng đá ngủ uống nước. Nó da gà luôn. Là sáng thì đi làm luôn. Yeah. Là anh có kể là cho ai nghe cái giấc mơ của anh không? Mình nói ra thì tụi ai tin đâu. À. Mình nói ra thì chẳng ai tin. Dạ. Yeah. Nó mình đều diễn ra thì nó đâu ai tin. Dạ. Yeah. Thôi mình đâu nói. Nhưng mà mình cũng không có rảnh để mà nói bừa mà đúng không? Ừ. Nói chung thì mình nằm mơ sao thì mình nói vậy. Anh có tin nữa. Dạ. Yeah. Cậu không bao giờ cậu đứng trong bóng mắt ngoài gì đứng lắm. Cậu là ngồi góc ngồi một chỗ đó. Ngồi chỗ nào? Cái đường là cậu ngồi cái góc đó đó.
dựng cái cụ hình quậy á. À, ngay góc, à, góc đó. Ngay cái góc mà hai cái tràng hoa mà tích đi trái tim đúng không? Ờ, cái hình chú quậy đó, cái hình Phật, chú hình Phật đó là đó. Là hôm trước anh nằm mơ anh thấy đó hả? Ờ, cơ là thấy con ngồi, con ngồi đó. À. Nó cũng không biết đâu ăn uống gì. Rồi giờ hưởng cái khói như là nhân gian với hay nữa là tại nhân chúng là ái mộ hay nọ, cho cậu có cái niềm là như là cho cậu như là ra đi cho nó thanh thản gì đó. Dạ. Hưởng cái lọc của trần gian gì đó. Dạ. Có như công chúng nè. Dạ. Cái mạnh như mày cứ công chúng đi. Dạ. Cho cậu hưởng được cái hút thôi. Dạ. Cho cậu có ăn uống gì đâu. Nói chứ cậu nói xin như quay sức cơ này là mình cái gì là dạ, cái gì phải đúng giúp tâm nguyện của cậu. Dạ. Nhưng cậu là muốn cho gia đình nhờ trời như anh em sức cơ nó là gì đó cho cậu đừng có gia đình sầu sáo gì đó. Dạ. Vì sẽ tiếp tục hỗn thỏa. Dạ. Không muốn gì xảy ra lỡ xấu gia đình có tranh chấp như là không muốn chuyện xảy ra là lộn lạo hay là gì nọ đó. Dạ. Dạ. Không được vui. Không được cậu không chết với xuống miền là không được vui. Dạ. Dạ. Đó không muốn cậu gì đó. Dạ. Thì mình có lời khuyên gì đó thì dù anh em ai có ấy gì đấy thôi những lời đó. Dạ. Lại nghe trong cái mộ cậu là cậu không vui đó. Dạ, à muốn cái gì thì đi ra ngoài. Đi ngoài. Dạ. Một như là một chuyện là mình nói chuyện với nhau thôi. Dạ. Dạ. À, cậu đã mắc rồi, cậu không còn dính líu nữa rồi. Dạ, đúng rồi. Không dính líu nữa rồi. Lên cậu thì lo vô làm gì? Đúng rồi. Cậu đâu có biết được như này đâu. Dạ. Cậu như hồ hồng mai bông quế dưỡng vậy thôi. Dạ. Rồi cậu muốn giúp cứu đâu được đâu giúp. Đúng không? Nói đúng không? Đúng. Ê, Nam. Nam ơi. Nó ăn thua là như cái người mình để ở sau cho cậu. Đây nè. Có cậu vui, cậu có đi thanh thản, sớm ngày đầu thai hình kiếp người là người tốt hơn xã hội. Dạ. Đúng không? Nghe là đúng không? Dạ. Nó cho cậu đi tốt hơn. Dạ. Chứ mình cũng cậu hít ăn này con này có ăn đâu. Dạ. Thì đó. Rồi cảm ơn anh đó. Anh đảm bảo với em đó, bữa là cậu cứ dặn không có làm gì là cho người ta biết. Cậu buồn tức giận rồi. À, tức là cho rớt hình. À, tôi biết gì đó. Để cho mọi người biết là vấn đề đó có vấn đề mà không biết khơi mà như rớt. Dạ. Cái gì cũng có nguyên do nữa chứ. Tức như vậy như em có quá vấn đề đó. Dạ. Em nói không được. Thấy gia đình như vậy thì em nghĩ sao? Gia đình em làm gì rồi nghĩ thế nào? Rồi, tụi em cảm ơn rất là nhiều ha. À, cảm ơn cái có gì thì anh chia sẻ với cho dạ, chồng dạ. Dạ, em cảm ơn dạ. Anh nhiều nha. Tại chị bữa cũng nghe bà xã em nói về cái giấc mơ của anh mà lúc đó anh về mất tiêu rồi. Thì anh còn anh không xuống tại bây giờ tại bữa sau không? Dạ. Còn chuyện xuống không được. Dạ. Có xuống không được còn một tuần xuống. Thì đốt nhân bụng cho cậu. Hôm bữa như em cũng nghe bà xã nói là anh như anh có hứa nói, anh đến mà anh không đến anh bị cậu có nói á người dân như mình người dân dạ. Hỏi nói gì người dân chúng mình đi dạ. Có lòng đốt cậu với nhang là cậu rất vui dạ. Cầm nó qua là cậu rất vui dạ. Tại vì đó không cần thiết vụ đồ ăn hay là cái cây tráng đồ ngon gì cậu không mày không được dạ. Cậu có ăn đâu có ăn những gì đó đâu dạ rồi đó thì nó dạ. Ăn gì đó thì mình có lòng lời sau thì là cậu người được dạ. Thì như chúc hai chồng em như là quay được nhiều clip dạ. Chia sẻ gì hay thứ hai nữa là đăng lên cho mọi người ta coi ta ủng hộ cho hai chồng em dạ. Nhiều kinh hơn nhiều tốt hơn thì đó thì anh không có gì nó nói như này đó thôi dạ. Hôm nay là chỉ là với cậu một tuần hôm nay tốt cậu cỡ là cỡ còn chuyện là cỡ mà có chuyện tuần trước như là hai tuần rồi đó ừ. Tuần trước là anh đến tuần sau là anh không tới rồi tại vì bằng chuyện buồn quá anh không tới được à. Nhưng hiện tại là mình đang ở đâu anh? Ở An Giang mà à, ở An Giang luôn rồi từ An Giang chạy đến đây hả? Trời ơi chúc anh chạy về chơi chừng lát rồi chứ đâu có xa quá trời xa luôn rồi em biết trời mưa mà được mưa mà mấy nữa mưa mấy từ với An Giang mà chạy lên đây mà hôm nay cứ từng hay từng chạy lên.
Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha, đã chia sẻ cái giấc mơ của anh. Dạ. Đến đây thì 15 hết, Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.